you today? Good. I am great. Thank you. Welcome back. Today, we will continue reviewing the phonics, the letters A, B, C, and D. Chào mừng các bạn đã quay lại với lớp học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bài ôn 4 chữ cái A, B, C, D. Are you ready? Let's get started. Hãy cùng bắt đầu nhé. Now, let's take out your student book. Hãy cùng cô lấy sách bài học ra and open it page 22 and 23. Chúng ta sẽ mở sách trang số 22 và 23, được không nào? Now, let's listen and repeat. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một lần nữa bốn chữ cái này nhé. Listen and repeat. Unit 3. Colors. Lesson 2. 1. Listen and repeat. A. 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 B. 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 Da. 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 Okay. Now, let's move to the words. Hãy cùng nhau ôn tập lại bốn từ vựng đi chung với bốn chữ cái này nào. Now I have a. 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 And it is an. Đây là con gì nè cả lớp? An. Ant. Very good. Now, a, a, ant. A, a, ant. Okay, now, one more time. A, a, ant. A, a, ant. Very good. The next one, we have b. B. And it is a boy. Okay, boy. Now, listen and repeat. B, b, boy. B, b, boy. One more time. B, b, boy. Very good. There you go, the third one. G. K. K. Cap. K. K. Cap. Đây là những từ mà chúng ta đã học rồi. Các con hãy cố gắng lắng nghe và đọc lại thật là đúng nhé. K. K. Cap. K. K. Cap. Okay, the last one. Now, the letter D. 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 And what's this? Đây là cái gì nào lớp? Cái cửa ra vào. Door. Now, listen and repeat. D. D. Door. D. D. Door. D. D. Door. Now, let's do the exercise in your student book first. Các bạn hãy cùng cô, chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 3 của trang 23 sách bài học trước nhé. Number 1, example number 1. Ví dụ số 1, chúng ta có thể nhìn thấy được hình của một bạn nam. Và chữ cái còn thiếu mà chúng ta cần điền là chữ B. B. Boy. Okay, let's write the letter B. Chúng ta sẽ cùng viết chữ cái B vào chỗ trống nhé. Now, number 2 and number 3. You have 3 seconds to do it. Các bạn có 3 giây để điền cho cô câu số 2 và câu số 3.
3 giây bắt đầu. Ok, finish. Very easy, right? Rất là đơn giản đúng không nào? Now, listen and repeat. Number one. B. B. Boy. B. B. Boy. Good. How about number two? Vậy câu số 2 là gì nào? Good. Cap. Cap. Okay, one more time. Cap. Excellent. Number three. Who can do number three? Now, read aloud, hãy đọc lớn cho cô cùng nghe nè. The. The. Door. The. The door. Again, the door. Excellent. Now, are they the same to your work? If yes, excellent. Then we will move to the workbook, page 21. Hãy cùng cô mở sách bài tập trang số 21 và chúng ta sẽ cùng nhau làm hai bài tập còn lại nhé. Exercise C. Listen and put a tick or cross. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đánh dấu tick nếu như từ mình nghe được giống với hình trong sách, và đánh dấu cross nếu như từ mình nghe được khác với hình trong sách. Mấy con đã hiểu chưa nào? Are you ready? Listen carefully. Hãy lắng nghe thật là cẩn thận nhé. C. Listen and put a tick or a cross. 1. Ba. Ba. Boy. 2. Cat. 3. Ah. Ah. Ant. Okay, can you do it? Now, listen one more time. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lại một lần nữa nhé. C. Listen and put a tick or a cross. 1. Ba. B. Boy. 2. K. K. Cat. 3. Ah. Ah. Ant. Finish. Now let's check the answers. Number one, what can you hear? Các con thể nghe được gì ở câu số 1 nè? B, b, boy. B, b, boy. Vậy mình sẽ đánh dấu. Tick, very good. How about number two? What can you hear? Chúng ta có thể nghe được từ gì nè? Cap. Cap. So are they the same? Từ cap mà mình nghe được và cái cửa trong tranh này có giống nhau không lớp? No, it isn't. Cross. Okay. Number three. We can hear a. A. Ant. A. A. Ant. Vậy ant tức là con kiến. Very good. Now, let's correct the answers. Các bạn nhớ chúng ta hãy dò đáp án lại một lần nữa trước khi mình qua đến bài tập tiếp theo. Exercise D. Look and trace. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn hình và
đồ, chữ. Very easy, right? Rất là đơn giản đúng không nào? Now you post the video and do this exercise. After that, we will check the answers. Các bạn ơi, chúng ta hãy tạm dừng video này và tự hoàn thành bài tập đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài nhé. Now, let's post the video. Okay, now let's see the answers. Number one. Now, viết chữ rất là dễ nhưng mà cô nghĩ là các bạn có thể đọc tốt từ này được không ta? Yes, now, read with me. B, b, boy. B, b, boy. B, b, boy. Very nice. Now, number two. G, g, cap. Okay. C, c, cap. C, c, cap. Again. Cap. The sound k is a little bit difficult. Âm k có sự hơi khó với các bạn nhưng mà chúng ta cố gắng đọc thật là tốt được không nào? Okay, number 3. A, a, ant. A, a, ant. Nice. And the last one, number 4. D, the door. The door. Good job, everybody. Now, let's review what we've learned today through a mini game. You can tell me a number and I will show you a piece of picture. Các bạn đọc tốt một con số mà cô chọn, cô sẽ cho chúng ta biết một mảnh ghép để đoán được bức hình ở đằng sau những con số này. Now, the last, the first one. Con số đầu tiên. Number one. Very good. Now, can you guess? Các bạn hãy đoán được không nào? How about this number? Number two. Okay. And this is a boy. Good. B, b, boy. The next one. Now, let's see what number is it. Number five. Good. Now, can you guess? Các bạn đoán được luôn rồi à? Nice. Nhưng mà đoán cho cô thêm một số nữa đi. This number. What number is it? Six. Good. And this is a door. Good. The door. The next one. What number is it? Con số đang lúc lắc, đó là số 7. Oh, can you see it? How about this number? What number is it? Con số mấy nè? 10. Can you guess? Các bạn hãy đoán được chưa nè? Vẫn chưa ư? Vậy một số nữa nhé. Number 9 is an ant. Nice. A, a, ant. The last. Now, tell me a number. 3. Okay, 3. No. How about this number? 8. Now, can you guess? Cap? Are you sure? Let's open number 6. Yes, it's a cap. Cap. So, this is the end of the lesson today. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ hãy ôn tập lại 4 chữ cái và 4 từ vựng đi chung với các chữ cái này.
Chúng ta hãy cố gắng luyện đọc thật nhiều ở nhà nhé và hoàn thành các bài tập để gửi cho giáo viên tiếng Anh của mình để thầy cô xem và nhận xét, được không nào? Goodbye class, see you in the next lesson. Hẹn gặp các bạn ở những bài học tiếp theo.